Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập mới của Dị Thế Đạo Môn. Tiên đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kết thúc bộ truyện này, vì cũng còn đâu đó khoảng tầm 200 chương tròn nữa thôi. Và đợt này thì kênh phát triển khá là tốt, nên là Tiến có rất nhiều dự định với kênh Radio Kinh Dị này của chúng ta. Và rất mong rằng với sự kiên trì cũng như là tâm huyết như vậy thì mọi người cũng ủng hộ Tiến bằng những cái like và cái subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian gần 3 năm vừa rồi. Dị Thế Đạo Môn. Chương 1192. Chư Thiên Tinh Thần Viên Mãn. Kỳ thật thì Bần Đạo vẫn luôn muốn tìm một con Tam Túc Kim Ô nhập chủ Thái Sương Tinh. Nhưng mà sau khi tìm hiểu nhiều lần, Bần Đạo đã không thể không từ bỏ. Chỉ e thời đại này đã không còn Tam Túc Kim Ô. Thừa Tuyên thì đắc ý nói: Mà Phượng Hoàng tộc chúng ta cũng là hỏa thần trời sinh mà, thần điểu trong hỏa nữa, nên đạo chủ mới quyết định để ta nhập chủ Thái Dương Tinh sao? Lý Bình An thì gật đầu nói: Không sai, bây giờ có thể trở thành Thái Dương Tinh Quân chỉ có thể là Phượng Hoàng tộc thôi. Thừa Tuyên trầm ngâm một lúc rồi nói: Thái Dương chân hỏa so với cả Phượng Hoàng chân hỏa của chúng ta lại càng bá đạo hơn. Nếu dùng tu vi ngăn cản thì không khó, nhưng mà nếu là tự thân gánh chịu, ta cũng không có lòng tin mình nhất định thành công đâu. Nhưng ta nguyện ý thử một lần. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Lý Bình An thì cười nói một câu, sau đó duỗi tay ra. Trong bàn tay thì xuất hiện một quyển trục màu vàng óng. Hiện hắn vung tay lên, quyển trục lập tức trải ra trước mặt ba người, hiện lên một bảng danh sách. Nhìn từ chính diện, bảng danh sách như làm từ bạch ngọc vậy, bốn phía điểm xuyết văn vân vàng sáng. Từ danh tự thần linh lần lượt lóe lên phía trên. Lý Bình An thì nghiêm mặt nói: Sắc lệnh phong Thừa Tuyên làm Thái Dương Tinh Quân, trưởng quản tam giới Thái Dương, là chúng dương chi tông chủ. Trên phong thần bảng hiện lên một hàng chữ tỏa hào quang: Tính danh Thừa Tuyên, thần trước Thái Dương Tinh Quân, vận chuyển Thái Dương. Thừa Tuyên thì cung kính xoay người thi lễ, trịnh trọng đáp: Bái tà đạo chủ, Thừa Tuyên lĩnh mệnh. Sau khi bái xong, Thừa Tuyên đứng lên, trên thân lóe lên quang mang, xuất hiện một thân kim sắc thần bào. Phía sau hiện một đạo thần luân, trán nở rộ kim quang. Ông, cho dù là ở hồng hoang giới hay ngàn vạn hạ giới, trong chốc lát bầu trời biến đổi lớn, từ trắng chuyển sang đen, từng viên tinh thần hiện lên giữa không trung, như thể chạm tay đến được vậy. Quần tinh lấp lánh hết sức chói mắt. Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân càng giống như là quần tinh chi chủ vậy. Thái Âm Tinh hiện lên một thân ảnh mông lung mỹ lệ. Thái Âm Tinh Quân minh nguyệt thi lễ, thanh âm thanh thúy vang vọng khắp tam giới: Chúc mừng Thái Dương Tinh Quân quý vị. Đông Tây Nam Bắc đều có 7 viên tinh thần lóe sáng, nở rộ hào quang, lộng lẫy chói mắt. Thân ảnh của 28 vị tinh quân hiện ra, tất cả đều cung kính thi lễ nói: Nhị thập bát tú cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quý vị. Bắt đầu thất tinh quân cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quý vị. Thất thập nhị địa sát tinh quân, tam thập lục thiên cương tinh quân, ngũ đẩu quần tinh, trực nhật chúng tinh cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quý vị. Từng khoảng trời sáng lên, từng tôn thần linh triển lộ pháp thân, vang cao lời chúc, tất cả cười ha hả nhìn xuống hạ giới. Bách tính trong tam giới nhìn không kịp, rất nhiều thần linh tín đồ kích động quỳ xuống đất, phanh phanh dập đầu, tụng niệm tên thật của thần linh. Từ trên Thái Dương Tinh giáng xuống một đạo quang trụ, bao phủ toàn thân của Thừa Tuyên. Thừa Tuyên thì chậm rãi bay lên trung quang cửu, dưới ánh nhìn chăm chú của tam giới chúng sinh, hắn bay về phía của Thái Dương Tinh. Thừa Tuyên bay đến trước Thái Dương Tinh, hắn quay người hoàn lễ với cả chúng thần, sau đó cười ha ha tiến vào trong Thái Dương Tinh. Ông, toàn bộ Thái Dương Tinh tỏa hào quang rực rỡ, quang mang như thủy triều càn quét chung quanh, lập tức thì bao phủ tất cả quần tinh, xua tan hắc ám, che giấu tinh không, giữa thiên địa sáng rõ lần nữa, chỉ có một vầng thái dương lấp lánh. Tiếng chim hót vang khắp tam giới. Bên trong thái dương lóa mắt hiển hiện một đầu phượng hoàng bừng bừng hỏa diễm. Phượng hoàng thì bay múa trong thái dương, tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Từ trong thái dương bắn ra một đạo hỏa trụ. Một con bạch hỏa hừng hực rỗi ra từ trong hỏa trụ, xuất hiện tam trảo, sau đó lại sáng lên một đôi màu sắc bén. Lý Bình An thì kinh hỉ kêu lên: Tam Túc Kim Ô! Phong thần Thái Dương Tinh Quân có thể hóa thân làm Tam Túc Kim Ô. Chuyện này ngay cả Lý Bình An cũng không biết. Hỏa Hoàng Trí Tôn thì nhìn kỹ hỏa điểu bay múa trên trời, thầm thì: đây chính là Tam Túc Kim Ô sao? Thoạt nhìn quả nhiên rất thần tuấn, nhưng mà so với cả Phượng Hoàng tộc chúng ta thì vẫn kém hơn một chút. Hỏa diễm Tam Túc Kim Ô dạo một vòng quanh không trung, lại bay vào trong thái dương. Tam Túc Kim Ô đứng trong thái dương, dang rộng hai cánh, thân ảnh dần dần mờ đi. Hỏa Hoàng Chí Tôn thì lập tức kêu lên: không được, ta muốn đi tìm hắn một chút thôi. Tam Túc Kim Ô cùng Phượng Hoàng tộc có gì khác biệt? Lý Bình An thì cười ha hả nói: đi thôi đi thôi, ta cũng nên trở về rồi. Thân ảnh biến mất khỏi hỏa sơn. Sau một khắc, Hỏa Hoàng Chí Tôn phóng lên tận trời, hướng về phía thiên đình. Bên trong Tam Thanh Quan, thân ảnh của Lý Bình An xuất hiện. Hắn đến trước ghế nằm trong hậu viện, thảnh thơi nằm xuống, hai mắt híp lại vì sung sướng. Chi thần chi chiến kết thúc rồi, thần linh cũng đều quy vị. Chỉ cần chậm rãi phát triển hồng hoang, sẽ càng ngày càng cường đại. Bây giờ rốt cục đã có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi, thật dễ chịu. Lý Bình An thì đang híp mắt, đột nhiên mở to mắt, trong đầu vang lên một thanh âm: đinh! Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ Chư Thiên Phong Thần. Nhiệm vụ đánh giá đinh. Nhiệm vụ ban thưởng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đánh giá túc chủ, mấy trăm năm trôi qua mới khiến cho Chư Thiên Tinh Thần viên mãn, ngươi là heo sao? Đánh giá ban thưởng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là thượng cổ yêu đình vô thượng đại trận, là một trong hồng hoang ngũ đại thần trận. Lấy Chư Thiên Tinh Đấu bày trận sẽ bao phủ vô tận hồng hoang, từ giao trì vương mẫu, hữu nghị tài trợ. Lý Bình An thì trợn tròn mắt. Chư Thiên Tinh Thần hoàn chỉnh lại sẽ ban thưởng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận sao? Ngươi nói sớm đi nào. Nếu ngươi bố trí nhiệm vụ sớm, không phải ta đã sớm hoàn thành rồi sao? Lý Bình An thì đột nhiên ngồi dậy, mừng rỡ nói: nhận Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Trước mặt xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy thì giống như mặt nước, gợn sóng. Từ trong vòng xoáy rơi xuống một quyển trục, lóe tinh quang. Nhìn một chút liền như thấy được biển sao vô vận vậy. Lý Bình An thì nhìn vòng xoáy, trong lòng lại ngơ ngác muốn động. Năm đấy hắn đã từng thăm dò qua vòng xoáy này, trực tiếp bị lực lượng trong vòng xoáy đánh bay đi. Nhưng bây giờ hắn đã sớm không còn như xưa. Lấy thực lực hiện tại của hắn, vặn vẹo một phương hư không, chẳng lẽ là 3.000 pháp tắc gia thân mà hắn còn không làm được gì cái thông đạo truyền tống nho nhỏ này sao? Lý Bình An thì hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, đưa tay về phía vòng xoáy. Vừa chạm đến vòng xoáy liền cảm giác được một lực cản cường đại. Lý Bình An vẫn kiên định cho tay vào trong vòng xoáy. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu như có thể đi qua lối đi này, nhất định hắn có thể đến được hồng hoang, cũng nhất định có thể trở về nhà. Trong vòng xoáy vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lôi đình. Lôi đình đùng một phát đánh vào tay của Lý Bình An. Ây da! Lý Bình An hét thảm, nháy mắt bắn thẳng ra ngoài. Bành! Thân thể của hắn nện mạnh lên vách tường ở nơi xa, rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng. Cả người đen thui, trên thân thì nghi ngút khói đen, y như một cục than cốc vậy. Sư phụ, sư phụ! Trong tiếng kêu sợ hãi, đám người Thanh Tuyết và Thạch Hạo bay vụt đến, đỡ Lý Bình An. Thanh Tuyết Thanh Vũ vội vàng xoay người, nâng Lý Bình An dậy, lo lắng kêu lên. Sư phụ, ngài sao thế? Sư phụ, là ai đánh đến ngài vậy? Ninh Khuyết thì cảnh giác nhìn bốn phía. Thạch Hạo thì tức giận kêu lên. Vĩnh Hằng Thần Giới, nhất định là Vĩnh Hằng Thần Giới rồi. Sư phụ, ngài đừng có chết nhá. Ngài chết là chúng con biết phải làm sao đây. Bạch Hiểu Thần thì gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Lý Bình An há miệng, một luồng khói đen phả ra. Thanh Tuyết vội vàng lo lắng kêu lên. Sư phụ, người không sao chứ? Cảm giác thế nào rồi? Có phải là Vĩnh Hằng Thần Giới đánh lén ngài không? Lý Bình An thì run rẩy đứng dậy, khoát tay áo nói. Không cần lo lắng, ta không có sao, cũng không có ngoại địch đâu. Nghe được Lý Bình An nói chuyện, tất cả đệ tử thả lỏng tâm thần. Thanh Vũ thì nghi hoặc hỏi. Sư phụ, vậy là sao người lại biến thành như vậy? Lý Bình An ho khan một tiếng, yếu xìu nói. Vi sư đang nghiên cứu một loại lôi đạo thần thông. Lôi đình đột nhiên mất khống chế, lúc này mới ngộ thương chính mình. Tất cả đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải ngoại địch xâm lấn là được rồi. Nếu có ngoại địch xâm lấn đến Tam Thanh Quan, đồng thời còn đả thương sư phụ, vậy liền thật đáng sợ. Nhưng mà thần thông này đúng là lợi hại nha, có thể gây tổn thương cho sư phụ nặng như vậy. Lý Bình An thì ho khan, chạy về phía quyển trục đang mắc kẹt ở nơi xa nói. Thanh Thạch, con lấy cái kia lại đây. Vâng. Thạch Hạo thì chạy đến dưới gốc đào, gỡ quyển trục xuống, cung kính đưa tới trước mặt Lý Bình An. Mở ra. Thạch Hạo mở quyển trục ra. Mọi người lập tức bị một biển sao trời bao phủ. Sao trời bên trong đổi chỗ liên tục, tạo thành từng quỹ tích huyền ảo trong biển sao. Sau một hồi lâu, sao trời sơ tán đi. Tất cả mọi người vẫn đang đứng trong Tam Thanh Quan. Trước mặt là một quyển trục đang lơ lửng. Chuyện ban nãy như một giấc mộng vậy. Thạch Hạo xúc động. Vật này vô cùng quan trọng đối với cả thiên đình, liền vội vàng hỏi. Sư phụ, đây là gì? Đây là Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Dùng Chư Thiên Tinh Thần để bày trận, uy lực vô song. Cầm đi đi. Thạch Hạo thì kinh hỉ nói. Đa tạ sư phụ. Vội vàng thu quyển trục lại, bộ dáng cực kỳ gấp gáp. Lý Bình An thì khoát tay nói. Các con đều đi làm việc đi. Vi sư cần nghỉ ngơi thật tốt đã. Vâng. Tất cả đệ tử đều cung kính thi lễ, sau đó thối lui ra ngoài. Lý Bình An đi đến dưới gốc đào, ngồi lại trong bàn đá. Tòa Long Tỉnh bên cạnh ầm ầm rung chuyển. Thanh âm nịnh nọt của Long Thần Thái Tử vang lên. Chúc mừng đạo chủ giải quyết xong chư thần chi chiến. Có phải ngài nên đại xá thiên hạ, xem như chúc mừng không? Lý Bình An thì căm tức đá Tỏa Long Tỉnh một cái nói. Ngậm miệng đi. Thanh âm bên trong của Tỏa Long Tỉnh lập tức biến mất. Ngay tại thời điểm toàn bộ vô tận hư không đang chìm đắm trong vui sướng, sâu trong vô tận hư không, một thông đạo thông tới Thâm Uyên được hình thành. Hai thân ảnh bước ra từ trong thông đạo, chính là Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên thì cảm khái. Rốt cục trở về rồi. Nghe nói Hồng Hoang đã là một trong các bá chủ của vô tận hư không rồi. Năm ấy lúc chúng ta rời đi, rõ ràng Hồng Hoang mới vừa tiếp xúc với vô tận hư không. Phần Thiên Khổng Tước bình thản nói. Đi, trở về, ta cảm nhận được phi thăng thông đạo ở chỗ này. Hai người tỏa ra quỷ tiên chi lực đặc thù. Từ trong không gian tối tăm, hai đạo tiên quang tiếp dẫn vượt qua vô tận hư không giáng lâm, bao phủ cả hai vào bên trong. Cả hai lập tức biến mất tại chỗ. Hồng Hoang thiên giới, hai đạo tiên quang tiếp dẫn hạ xuống, hóa thành hai thân ảnh. Mạnh Hạo Nhiên thì hít sâu một hơi, kinh hỉ nói. Tiên lực nồng đậm quá, so với cả Thâm Uyên thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Hắn nhìn về phía của Phần Thiên Khổng Tước nói: Khổng Tước, nếu không sau này đừng đi nữa, cứ ở lại hồng hoang an hưởng tuổi già thôi. Phần Thiên Khổng Tước thì bình thản nói: Cái này còn phải xem quyết định của Minh Vương bệ hạ. Mạnh Hạo Nhiên thì thầm thì: Hiện tại nhi tử chúng ta mới là Minh Vương. Đi thiên đình. Phần Thiên Khổng Tước nói. Hai người hóa thành hai đạo ám hắc sắc thần quang, bay lên không trung, xuyên 9 tầng vách chắn. Trước mặt đột nhiên nở rộ hào quang, tường vân lượn lờ, sương mù trùng điệp. Một đại môn khổng lồ óng ánh kim quang đứng trên tường vân. Trên đại môn viết 3 chữ lớn: Nam Thiên Môn. Phía trước đại môn, hai bên trái phải đều có thiên binh đứng gác. Một vị thiên tướng đứng giữa đại môn, sau lưng áo choàng tung bay. Tăng Trường Thiên Vương thì đột nhiên nheo mắt, quát: Đạo trích phương nào, còn không mau hiện thân đi. Hai đội thiên binh thì lập tức hiển lộ thần binh. Hai vệt thần quang đáp xuống trước Nam Thiên Môn, hóa thành Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên thì cười ha hả: Trước quang, trở thành thiên thần rồi, không nhận bằng hữu nữa sao? Tăng Trường Thiên Vương thì sững sờ kinh hỉ kêu lên: Phần Thiên Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên, các người trở về rồi sao? Vội vàng tránh ra nói: Mau vào đi. Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên đi bên trong Nam Thiên Môn. Tăng Trường Thiên Vương thì cười ha hả nói: Hai vị đến thiên đình nhất định là có chuyện nhỉ? Bây giờ bệ hạ đang ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp đi vào là được. Phần Thiên Khổng Tước nói: Chúng ta muốn đi thế gian tìm đạo chủ, nhờ ngươi tới mở hạ giới thông đạo đi. Tăng Trường Thiên Vương cười ha hả: Đương nhiên có thể rồi, hiện tại hạ giới luôn sao? Mạnh Hạo Nhiên thì nghiêm mặt nói ra: Sự tình khẩn cấp, hiện tại đi ngay. Nụ cười trên mặt của Tăng Trường Thiên Vương biến mất. Hắn ngưng trọng hỏi: Có phải bên trong hư không có chuyện rồi? Mạnh Hạo Nhiên thì ngưng trọng nói: Là Thâm Uyên. Tăng Trường Thiên Vương lập tức nghiêm túc hẳn lên. Nếu là chuyện về vô tận hư không, thiên đình có thể xử lý. Nhưng một khi liên quan đến Thâm Uyên và Vĩnh Hằng Thần Giới thì đã vượt qua năng lực của thiên đình rồi. Hắn lập tức chỉ điểm về phía trước. Biển mây hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thông qua vòng xoáy có thể nhìn thấy thành quách san sát. Tăng Trường Thiên Vương nói: Hạ giới thông đạo đã mở rồi, xuyên qua cái lối đi này là có thể đến trước Tam Thanh Quan. Mạnh Hạo Nhiên thì chắp tay nói: Đa tạ. Hai người hóa thành hai vệt thần quang, bay vụt vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy thì đột nhiên co vào rồi biến mất. Tăng Trường Thiên Vương suy nghĩ một chút nói: Các người trấn giữ thiên môn cho tốt đi. Tất cả thiên binh đồng loạt hô: Vâng. Tăng Trường Thiên Vương quay người vào bên trong thiên cung. Mục tiêu chỉ là Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai vệt thần quang xoẹt qua trên không của Thương Man Sơn Mạch, rơi xuống trước Tam Thanh Quan, hóa thành hai người Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước. Mạnh Hạo Nhiên thì tiến lên, phanh phanh gõ vào đại môn. Vào đi. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Mạnh Hạo Nhiên đẩy đại môn ra, mang theo Phần Thiên Khổng Tước đi vào trong Tam Thanh Quan. Hai người vừa tiến vào đã thấy Lý Bình An đang ngồi trên ghế. Hắn vẫn như xưa, lạnh nhạt tường hòa, không nhuốm bụi trần, trong tay thì cầm một bản đạo kinh. Cả hai lập tức tiến lên, cung kính thi lễ nói: Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An thì đặt đạo kinh xuống, chìa tay cười nói: Mời ngồi. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước ngồi xuống cái ghế đối diện Lý Bình An. Lý Bình An cười nói: Sao Giả Vũ cô nương không trở về? Phần Thiên Khổng Tước ngưng trọng trả lời: Bệ hạ đang còn tìm hiểu tình huống của Thâm Uyên. Hình như Thâm Uyên đang chuẩn bị cho một hành động lớn nào đấy. Theo như chúng ta suy đoán, rất có thể nó liên quan đến vô tận hư không. Nụ cười trên mặt của Lý Bình An biến mất, thần sắc dần dần ngưng trọng. Nếu không phải Phần Thiên Khổng Tước nhắc nhở, chính mình cũng thiếu chút nữa đã quên mất Thâm Uyên. Đã lâu lắm rồi, Thâm Uyên không hề xuất hiện trong vô tận hư không. Lý Bình An hỏi, còn có tin tức gì nữa không? Phần Thiên Khổng Tước do dự một chút nói, lần này Thâm Uyên có động tác rất lớn, rất nhiều ma vương liên thủ, át hẳn phía sau còn có ảnh hưởng từ một tồn tại trên cả ma vương. Trên cả ma vương? Trong lòng của Lý Bình An run lên, hắn vội vàng hỏi, là bản nguyên ma thần. Mạnh Hạo Nhiên nói, ở Thâm Uyên thì gọi là ma chủ. Trong truyền thuyết, Thâm Uyên có 7 vị ma chủ, lần lượt là Đoạ Lạc Thiên Sứ Ngạo Mạn ma chủ, Bất Diệt U Hồn Đố Kỵ ma chủ, Tử Sắc Ác Ma Phẫn Nộ ma chủ, Khôi Phục Tử Thi Lười Biếng ma chủ, Vong Linh Cự Long Tham Lam ma chủ, Cơ Ngạ Khô Lâu Tham Thực ma chủ, Thâm Uyên Ma Mị Sắc Dục ma chủ. Có thể hiệu lệnh ma vương chỉ có 7 vị ma chủ này. Danh tiếng của 7 vị ma chủ dù là ở trên Vĩnh Hằng Thần Giới thì cũng tương đương một tồn tại cấm kỵ. Lý Bình An thì thầm, ma chủ thật phiền toái. Phần Thiên Khổng Tước nói, đạo chủ không cần lo lắng ma chủ đâu, vì vô tận hư không không cách nào gánh chịu ma chủ giáng lâm. Đối thủ của chúng ta chính là đám ma vương kia, nhưng dù chỉ là ma vương cũng không phải hạng chúng ta có thể ngăn cản. Lý Bình An thì lấy lại tinh thần, cảm kích nói, đa tạ hai vị nhắc nhở. Nếu Thâm Uyên đột nhiên xâm lấn, chắc chắn sẽ đánh cho chúng ta trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Phần Thiên Khổng Tước hỏi, đạo chủ, chư thần chi chiến thế nào rồi? Chúng ta cũng có thể mượn nhờ Vĩnh Hằng Thần Giới thần vương đối kháng với cả Thâm Uyên lực lượng. Vì để đảm bảo cho chư thần chi chiến tiến hành thuận lợi, Vĩnh Hằng Thần Giới thần vương tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, thậm chí có thể dẫn tới Vĩnh Hằng Thần Giới lực lượng đấy. Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói, chậm rồi, 4 người gọi là đốc chiến thần vương kia đều đã bị chém giết rồi. Chư thần chi chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Cái gì? Mạnh Hạo Nhiên kinh hãi hô lên, lại vội vàng hỏi, đạo chủ, ngài đã chém giết 4 vị đốc chiến thần vương sao? Điều này không đúng. Sao ngài làm được? Chẳng lẽ ngài cũng đã đột phá đến thần vương cảnh giới? Nhưng mà dù ngài cũng được xem như thần vương đi, vẫn không thể chém giết nổi cả 4 vị thần vương. Trong lúc khiếp sợ, Mạnh Hạo Nhiên thì liên tục nói ra nghi vấn của mình. Lý Bình An bật cười đáp, bây giờ thì ta chưa có bản lĩnh chém giết thần vương, là Viễn Cổ Hồng Hoang đại thần xuất thủ. Mạnh Hạo Nhiên thì thầm, Viễn Cổ Hồng Hoang? Phần Thiên Khổng Tước mừng rỡ nói, đạo chủ, Viễn Cổ Hồng Hoang đại thần vẫn còn chứ? Có thể hỗ trợ chống cự Thâm Uyên hay không? Lý Bình An thì lắc đầu nói, không được, bọn họ đã rời đi. Có thể mời về lại hay không? Phần Thiên Khổng Tước chờ mong hỏi. Lý Bình An thì lắc đầu nói, không được. Mạnh Hạo Nhiên sốt ruột nói, vậy phải làm thế nào đây? Thâm Uyên rất cường đại, vô tận hư không hoàn toàn không đối kháng được đâu. Lý Bình An thì lâm vào trầm tư, một lát sau tỉnh táo cười nói, Thâm Uyên thì để ta nghĩ biện pháp. Các người đi gặp Ninh Khuyết trước đi. Vừa mới nhận nhau đã phải xa lìa mấy trăm năm rồi, hẳn là rất nhớ các người đấy. Được rồi. Phần Thiên Khổng Tước lập tức đứng lên, thì lấy với cả Lý Bình An rồi đi ra ngoài. Mạnh Hạo Nhiên thì do dự một chút cũng vội vàng đuổi theo. Mặc dù không biết đạo chủ có biện pháp gì, nhưng mà lão bà vẫn quan trọng hơn. Hai người vừa bước ra khỏi Tam Thanh Quan, lập tức hóa thành một vệt thần quang rồi phóng lên tận trời. Lý Bình An thì thầm, vô tận hư không mà so sánh với cả Vĩnh Hằng Thần Giới và Thâm Uyên thì chẳng khác nào bụi bặm với thần sơn. Đáng lý thần long không nên so đo cùng với cả hạng sâu kiến, nhưng vì sao Vĩnh Hằng Thần Giới và Thâm Uyên cứ liên tục dây dưa không ngừng với cả vô tận hư không? Vĩnh Hằng Thần Giới phát động không biết bao nhiêu chư thần chi chiến, Thâm Uyên thì lại liên tục cắn nuốt vô tận hư không. Rốt cục bọn họ muốn làm gì đây? Rốt cục vô tận hư không ẩn chứa bí mật gì? Nhất thời trong lòng của Lý Bình An tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn, tâm cảnh lạnh nhạt nổi lên điểm gợn sóng. Hắn đứng dậy, cất bước đi về phía của Tam Thanh Đại Điện, dâng lên 3 nén hương, đối mặt với cả 3 vị đạo chủ. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên trán hiển hiện một đạo thất thải hào quang. Thần niệm thì dung nhập thiên địa pháp tắc, ngao du trong vô tận hư không. Từ khi Hồng Hoang đạo môn kết thúc chư thần chi chiến, danh tiếng của Hồng Hoang lan truyền khắp chư thiên vạn giới, vạn thần cộng tôn. Việc truyền đạo của đạo môn trong vô tận hư không cũng vô cùng thuận lợi. Vô số thế giới mừng rỡ như điên, nghênh đón đạo môn, toàn lực phối hợp trở thành Hồng Hoang hạ giới. Đạo môn thì dần khuếch trương trong vô tận hư không, mà Hồng Hoang cũng nghiễm nhiên trở thành trung tâm vạn giới. 3 năm kể từ khi diễn ra chư thần chi chiến, một cơn dao động như có như không càn quét toàn bộ hư không. Tất cả thế giới đều phát sáng, thiên địa pháp tắc dây dưa bao trùm toàn bộ vô tận hư không. Bên trong Tam Thanh Thần Điện, thân thể của Lý Bình An đột nhiên chấn động. Thần hồn thấu thể mà ra, thần niệm khuếch trương bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Vô số thế giới giống như nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện thế giới mới được tạo ra, cũng có thế giới lâm vào hủy diệt. Hắn cảm thấy giờ phút này bản thân đã vô cùng cường đại, như một đấng sáng tạo vậy. Muôn vàn thế giới, ngàn vạn thần linh đều ở trong một ý niệm của hắn. Bên trong hỗn độn hải tại đan điền, một gốc thanh liên lơ lửng phía trên 3000 ma thần. 3000 đạo vận chập tròn quanh thanh liên. Tâm thần bao phủ vô tận hư không đột nhiên co lại, nhập vào trong hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên nở rộ quang mang, cánh liên hoa chậm rãi mở ra giữa quang mang rực rỡ. Một bóng người cực giống Lý Bình An bước ra từ trong thanh liên, ánh mắt đạm mạc, phía sau thì hiện lên một đạo thất thải thần quang. Ma thần Lý Bình An mở miệng nói: "Ta là Bàn An, ta là đạo chủ, ta thống ngự 3000 đại đạo." Bên trong hỗn độn hải nhấc lên sóng gió to lớn, một thanh âm đại đạo huyễn đảo vang lên. 3000 ma thần đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn Bàn An phía trên, trong mắt mang theo sát ý trần trụi. Chảm! Từng tiếng lạnh quát chói tai, một vị ma thần hóa thành một thanh hung kiếm sát ý trùng thiên, chém về phía của Bàn An. Bàn An thì đưa tay chộp một cái, 3000 pháp tắc tràn ngập không gian hỗn loạn, lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm xuất hiện nơi tay. Trên trường kiếm thì in 3000 phù văn, lộ vẻ cực kỳ huyền ảo. Bàn An chém ra một kiếm, một tiếng kiếm minh vang lên, lực lượng cường đại nổ tung giữa hỗn độn hải. Kiếm quang lôi đỉnh quét ra, hỗn độn trước mặt bị xé rách. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Hung kiếm thì cũng bị lực lượng cường đại của Bàn An đánh bay. Nó lóe lên quang mang giữa hỗn độn hải, khôi phục toàn bộ dáng vẻ của kiếm chi ma thần, lảo đảo lui lại. Tiếng la giết rung trời, 3000 hỗn độn ma thần cùng thi triển thần thông đánh tới Bàn An. Đủ loại đại đạo thần thông được tung ra, ầm vang va chạm giữa hỗn độn hải. Lực lượng thì bạo phát mạnh mẽ, lập tức khiến hỗn độn hải sôi trào. Hỗn độn chi lực hoành hành tứ phương. 3000 ma thần thì quay quanh Bàn An mà chém giết, thân ảnh tung hoành, đại đạo oanh minh, pháp tắc hỗn loạn. Đại chiến tiếp tục không biết bao lâu. Bàn An thì tung ra một quyền đánh bay đấu chiến ma thần. Đấu chiến ma thần lóng lánh thần quang, trượt dài trên hỗn độn hải như một thiên thạch rực cháy vậy. Thân ảnh của Bàn An chuyển một cái, hóa thành một hóa thân, hắn xông vào cơ thể của Thủy Chi Ma Thần. Thủy Chi Ma Thần thì ngửa mặt lên trời gào to đầy thống khổ. Trong tiếng tích tích vang lên liên tục, thân thể của hắn trở nên đỏ bừng như một viên huyết ngọc vậy. Hai cỗ thủy hỏa đại đạo đánh nhau trong cơ thể của hắn, va chạm không ngừng. Thủy Chi Ma Thần trực tiếp vỡ nát, lực lượng bạo tạc cường đại xé rách một mảnh hỗn độn hải, hình thành nên một tiểu thế giới mới, nhưng mà cũng lập tức sụp đổ. Giống như là tiếng dây đàn đột nhiên đứt, bên trong hỗn độn hải hiển hiện Thủy Chi đại đạo, vừa hiển hiện đã nháy mắt đứt đoạn, hóa thành hư vô. Một nỗi bi thương khó hiểu quẩn quanh trong hỗn độn hải. Thủy Chi Ma Thần bỏ mạng như đang báo hiệu ngày tận thế của 3.000 ma thần. Bàn An thì đi ra từ trung tâm vụ nổ. Hắn dùng 3.000 đại đạo trong tay ngưng tụ thành một thanh phù kiếm. Hắn nhanh chân đi về phía đấu chiến ma thần. Giết! Chiến! Các ma thần còn lại thì đều phẫn nộ phóng tới chỗ của Bàn An. Một đạo kiếm quang sáng rực hiện lên. Phốc! Đấu chiến ma thần bị chém thành hai nửa. Hỗn độn hải lại vang lên tiếng dây đàn đứt. Đấu chiến đại đạo sụp đổ. Hai thanh thần kiếm đụng vào nhau. Thần kiếm trong tay của Bàn An thì lấp lánh kiếm đạo phù văn. Kiếm chi ma thần biến thành thần kiếm, tức thì gãy thành hai đoạn. Kiếm thể gãy nát, hóa thành thanh thân thể thần kiếm, rơi xuống hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải, kiếm chi đại đạo đứt đoạn. Đại chiến kinh khủng liên tục xé rách hỗn độn hải. Thanh khí nổi lên, hình thành bầu trời. Trọc khí thì hạ xuống, ngưng tụ thành đại địa. Thi thể của hỗn độn ma thần rơi vào trong thế giới, hóa thành gió mát, mây mù, lôi đình, thủy sương, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà giang hồ. Cùng với sự kéo dài của đại chiến, thế giới càng lúc càng rộng lớn, cũng càng ngày càng chân thực. Một đạo kiếm quang xẹt ngang khu vực hỗn độn hải cuối cùng. Thời gian ma thần tuyệt vọng rơi xuống thế giới bên dưới. Hỗn độn hải thì bị tách ra hoàn toàn, hình thành một thế giới rộng lớn. Bàn An thì đứng trong thế giới bao la, đầu đội trời, chân đạp đất, thanh âm khổng lồ vang vọng. Ta là đạo chủ. Như để chúc mừng, bên trong thế giới thiên hoa loạn trị này, địa dũng kim liên, tử khí tràn ngập. Một thế giới hư ảnh hiện hiện trên không của Tam Thanh Quan. Thế giới hư ảnh càng lúc càng lớn, bao trùm hồng hoang. Từ hồng hoang lan tràn ra bên ngoài, cấp tốc bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Bên trong vô tận hư không, cho dù là thần, người, yêu hay thú, đều ngẩng đầu nhìn thế giới hư ảnh khổng lồ. Trong lòng thì nảy lên tôn sùng vô tận. Tất cả đều vô thức quỳ phục xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Tán dương thương khung chí cao khai thiên sáng thế vô lượng đạo chủ. Thanh âm khổng lồ quanh quẩn trong hư không. Giờ phút này thì cả vô tận hư không đều đang quỳ phục. Sau một hồi lâu, mọi người mới qua cơn hoảng hốt, lấy lại tinh thần. Bên trong thiên đình giao trì, Thạch Hạo cùng với cả Hỏa Linh Nhi đứng dậy. Hỏa Linh Nhi thì mờ mịt nói. Tiểu Thạch đâu? Ban nãy ta làm sao vậy? Thạch Hạo thì lập tức nói. Hẳn là do sư phụ rồi, chúng ta trở về đi. Được. Hỏa Linh Nhi đáp lời, cùng với cả Thạch Hạo hạ giới. U Minh Địa Phủ, Ninh Khuyết cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên từ dưới đất đứng lên. Mạnh Hạo Nhiên thì giật giật khóe miệng nói. Thương khung chí cao khai thiên sáng thế vô lượng đạo chủ là ai vậy? Sao chúng ta lại phải lại hắn? Ninh Khuyết thì ngưng trọng nói. Mới nãy là thiên đạo lực lượng ảnh hưởng chúng ta sao? Chẳng lẽ là sáng thế chi chủ xuất hiện sao? Nên thiên địa vui chúc, chúng sinh cung nghênh. Phần Thiên Khổng Tước không hiểu hỏi. Đạo chủ, chẳng lẽ phiến thiên địa này là do đạo chủ mở ra hay sao? Ninh Khuyết đáp. Đạo chủ là được truyền thừa, Mở ra phương thế giới này có thể là đạo chủ đời thứ nhất. Đi, chúng ta về Tam Thanh Quan. Hồng Hoang Thiên Giới. Đám người Triệu Hân Duyệt, Vũ Dương Nguy, Thượng Cổ, La Phi Tê cũng đều nhao nhao đi tới Tam Thanh Quan. Tất cả đều là người thông minh. Thông qua danh xưng kia của đạo chủ, liền có thể mơ hồ đoán được điều gì. Nhưng trước mắt, danh hiệu đó thật là quá dọa người rồi. Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng thế sao? Thế giới hư ảnh, dung nhập vào trong vô tận hư không, biến mất, không thấy đâu nữa. Tất cả chúng sinh trong vô tận hư không đều đứng lên. Trong mỗi thế giới đều ồn ào, thanh âm hỗn loạn. Hư không chúng thần nhao nhao hội tụ về Hồng Hoang. Ai nấy đều muốn thám thính thân phận của vị Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng thế vô lượng đạo chủ kia. Danh hiệu này quả thực rất kinh khủng. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An mở to mắt. Hỗn độn hải và 3.000 ma thần trong đan điền đã biến mất không còn. Một thế giới mới đang ấp ủ tại đan điền. Bàn An thì mặc thần bào ngồi xếp bằng bên ngoài thế giới, yên lặng nhìn chăm chú thế giới. Lý Bình An thì mừng rỡ nói, nguyên thần cảnh xong rồi. Hắn đứng dậy, cung kính cúi đầu với cả Tam Thanh đạo tổ tượng thần. Thật không dễ dàng. Các đệ tử đã thành kim tiên từ sớm. Chính mình giờ mới đột phá đến nguyên thần cảnh. Thật không dễ dàng. Cánh cửa Tam Thanh đại điện kéo kẹt một tiếng được mở ra. Tất cả mọi người đứng trong viện đều dùng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm cánh cửa. Một thân ảnh thanh tú mặc đạo bào bước ra từ trong đại điện. Cả người tắm nắng mai. Lý Bình An nhìn mọi người bên ngoài, cười nói, tới đây đủ cả sao? Hắn cất bước, đi xuống bậc thang. Vũ Dương Nguy thì nôn nóng hỏi, đạo chủ, ban nãy cái người Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng thế vô lượng đạo chủ là ai vậy? Lý Bình An thì đi xuống bậc thang, đi lên trên quảng trường, nhìn mọi người đang mong đợi cười nói, hắn là Bàn An đạo chủ, Khai Thiên Tích Địa chi chủ. Trong lòng của tất cả mọi người đều nghiêm nghị. Bàn An đạo chủ nghe có vẻ rất mạnh đấy. Bạch Hiểu Thần thì liền vội vàng hỏi, sư phụ, Bàn An đạo chủ cùng với cả Bàn Cổ đại thần có phải là thân huynh đệ không? Ngài nói Bàn Cổ đại thần cũng có Khai Thiên Tích Địa chi chủ. Có thể cho là thế. Lý Bình An thì do dự một chút. Mạnh Hạo Nhiên thì mừng rỡ như điên nói, đạo chủ, có phải là Bàn An đạo chủ là tới giúp chúng ta đối phó với cả Thâm Uyên không? Không phải. Ánh mắt của Mạnh Hạo Nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù không biết Bàn An đạo chủ lợi hại đến mức nào, nhưng mà từ trong cảm thụ ban nãy liền có thể mơ hồ phát giác ra được Bàn An đạo chủ vĩ đại mênh mông. Bàn An đạo chủ xuất hiện, toàn bộ vô tận hư không cũng vì đó mà ăn mừng. Vô lượng chúng sinh cung nghênh. Chỉ cần hai điểm này thôi liền có thể tưởng tượng Bàn An đạo chủ cực kỳ vĩ ngạn. Một đại khủng bố đại thần thông giả đã nhìn vô số kỷ nguyên thay đổi. Bên trong ngũ sắc quang mang, ngàn vạn thần linh từ hư hóa thực dần dần hiện hiện. Mỗi một vị thần linh đều là thần uy vô song, uy nghiêm vô tận. Chỉ riêng thần vương thôi đã hơn 14 vị. Một tôn hỏa thần nhìn quanh vô tận hư không, ngưng trọng nói, lần trước phái xuống 4 vị đốc chiến thần vương đều bỏ mạng, tuyệt đối không thể chủ quan nữa. Vô tận hư không này đã không còn là vô tận hư không trước kia nữa rồi. 13 vị còn lại thì cũng khẽ gật đầu. Có thể trở thành thần vương, ai là không từ trong Đao Sơn huyết hải giết ra đây. Trong lòng thì đã sớm cảnh giác vạn phần rồi. Nếu biết hạ giới có nguy hiểm, còn can dỡ tùy tiện, đó không phải là kiêu ngạo mà là ngu xuẩn. Một trung niên nam tử mặc thần giáp nói, đã quyết định xuống rồi, vậy liền khảo thí lực lượng dưới đó một chút trước đi. Hắn duỗi tay ra, trong lòng thì xuất hiện một cái la bàn, chính là vạn giới la bàn. vạn giới la bàn chiếu ra một cảnh tượng hư không. Hư không dày đặc điểm sáng màu trắng. Một trong số điểm sáng ấy được bao phủ bởi một quầng sáng khổng lồ dày đặc điểm sáng màu đỏ. Trung niên mặt thần giáp ngưng trọng nói: Quả nhiên, chư thần chi chiến vẫn chưa khai triển. Vì diện thế giới cơ hồ không bị hao tổn gì cả. Tất cả vô tận hư không chúng thần cũng tụ tập cùng một chỗ. Chẳng lẽ bọn hắn đã liên thủ với nhau sao? Một nữ tử mặc pháp sư bào màu xanh lục lắc đầu nói: Cho dù bọn họ liên thủ, cũng không thể đánh thắng nổi 4 tôn thần vương. Một cự nhân trầm giọng lên tiếng: Nếu như 4 tôn đốc chiến thần vương tự đánh đến lưỡng bại câu thương thì sao? Pháp sư nữ tử lập tức nói: Tuyệt không có khả năng. Mục đích của chư thần chi chiến là phá hủy vô tận hư không phía dưới. Chư thần chi chiến chưa đến gần hồi kết, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Một nam tử mặc trang phục của quý tộc phương Tây cười lạnh nói: Vậy thì lại không chắc. Một kỷ nguyên trước là phương Tây thắng, phương Tây giữ lại được tam phương truyền thừa, không bị phá hủy. Một kỷ nguyên này, phương Tây liền ở thế áp đảo mới đúng. Biết đâu hai vị phương Đông võ thần điện kia không cam tâm thảm bại, trực tiếp xuất thủ thì sao? Sau đó hai bên lưỡng bại câu thương, bị đám người hạ giới dã thần đó tập kích. Nam tử mặc giáp nói: Mã Kỳ, ngươi đang khiêu chiến ta sao? Nam tử mặc trang phục quý tộc khiêu khích nhìn đối phương một chút, lạnh giọng nói: Làm sao? Bị ta nói trúng hả? Đổ vũ phù thô lỗ. Hỏa Diễm Thần Vương thì bất mãn nói: Được rồi, bây giờ vẫn nên lấy chuyện hạ giới làm trọng đi. Các người muốn đánh thì cứ chờ nhiệm vụ kết thúc rồi tùy tiện mà đánh nhau đi. Có đồng quy vu tận, chúng ta cũng mặc kệ. Một tôn thủy thần nói: Đi thôi, đến chỗ của chư thần hội tụ, ắt hẳn nơi đó có thể giải đáp mọi thứ. Hư không đột nhiên chấn động một trận. Trong chốc lát, thời không thay đổi, không gian dịch chuyển, ngàn vạn sao trời lơ lửng trong hư không. Tất cả vĩnh hằng thần giới, chúng thần đều đặt mình vào trong biển sao vô tận. Chung quanh là sao trời lưu chuyển. Tất cả chúng thần biến sắc. Đây là có chuyện gì? Nơi này là thế nào? Ngàn vạn sao trời mang theo thần lực mênh mông đánh tới chúng thần. Nam tử mặc giáp đột nhiên tiến lên trước một bước. Trong cơ thể dâng lên một khí tức cuồng bạo. Một quyền đánh ra, một quyền thế chấn thiên. Tinh hà vỡ vụn, ngàn sao trời oanh một tiếng vỡ nát. Nam tử mặc giáp thì cũng lảo đảo lùi lại 2 bước. Chư thiên tinh đấu vận chuyển, tất cả thần linh nháy mắt biến mất. Mỗi người đều bị chia ra, đứng ở một nơi riêng biệt, hoàn toàn ngăn cách. Từng viên sao trời to lớn lần lượt phóng về phía thần linh. Oanh oanh! Đại trận chấn động. Vừa mới tiếp xúc liền có mấy trăm vĩnh hằng thần giới thần linh bỏ mạng. Mà giới thần vương chi lực chư thiên tinh đấu đại trận cũng rung chuyển bất ổn. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì cùng với cả đám người Thạch Hạo đứng trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn hư không. Thạch Hạo có chút nóng nảy nói: Sư phụ, có vẻ như chư thiên tinh đấu đại trận vẫn không thể khống chế được thần vương. Bọn hắn sắp ra rồi. Lý Bình An cười nói: Có thể vây khốn thời gian dài như vậy đã vượt quá dư lượng của ta rồi. Hắn duỗi tay ra, một thanh thần kiếm từ trong Tam Thanh đại điện bắn ra, rơi vào trong tay của Lý Bình An. Thất tinh phía trên thất tinh thần kiếm lấp lánh, tất cả đều giải cấm chế. Lý Bình An thì nắm chặt thần kiếm, thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thần cười hì hì nói: Sư phụ tự mình xuất thủ, hay hay, không cần chúng ta đánh sống đánh chết nữa rồi. Thạch Hạo thì nhíu mày bất an nói: Hình như sư phụ đâu đã tới thần vương cảnh giới nhỉ? Trước đó có đối thủ cấp thần vương xuất hiện, đều là viễn cổ hồng hoang phái ra đại thần ứng phó mà. Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn vô tận hư không nói: Sư phụ đã tự mình xuất thủ, tất nhiên là có nắm chắc rồi. Ta tin tưởng sư phụ. Thạch Hạo thì nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói ra. Hiện tại chúng ta đều không giúp được sư phụ. Bên trong Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, một nữ tử tóc dài mặc váy dài hoa lệ dạo bước trong đấy. Phàm là những nơi nàng đi qua đều sẽ mang theo một làn gió thơm. Làn gió thơm lướt đến đâu, sao trời hay tinh hà đều yên lặng hóa thành bột phấn rồi tiêu tan. Bên cạnh nữ tử, đột nhiên hiện 7 viên thái cổ tinh thần lấp lánh. Thái cổ hóa kiếm chém về phía của nữ tử. Nữ tử mỉm cười, quanh thân tạo ra từng luồng gió xoáy. Thoạt nhìn thì thường thường không có gì lạ, nhưng mà tất cả lực lượng chung quanh đều bị gió xoáy hấp thu. Thất tinh thần kiếm chém xuống, đông đảo gió xoáy liên tiếp sụp đổ dưới thất tinh thần kiếm. Nữ tử sắc mặt đại biến, thân thể nháy mắt hóa thành một làn gió nhẹ. Thần kiếm thì khẽ quát qua, nơi xa mấy ngôi sao trời ầm vang nổ nát vụn. Làn gió tụ lại ở phía xa, ngưng thành thân hình của nữ tử. Trên tay nàng ứa ra máu tươi, tỏa ra mùi thơm ngát. Nữ tử vừa kinh vừa sợ, quát chói tai. Là ai? Đi ra đi! Lý Bình An nắm theo thất tinh thần kiếm, đi ra từ trong hư không. Nữ tử đánh giá Lý Bình An, ngưng trọng nói. Vậy mà có thể đả thương được ta. 4 vị đốc chiến thần vương, cũng là do ngươi giết sao? Hẳn là ngươi đang khuấy gió nổi mưa ở hạ giới đúng không? Lý Bình An thì lễ nói. Đạo môn đạo chủ Lý Bình An. Nữ tử đưa ra một bàn tay. Trong lòng bàn tay bốc lên một cơn lốc nhỏ. Nàng tiện tay ném đi. Lốc nhỏ đón gió lớn biến mất. Dường như toàn bộ chung quanh đều bị bốc lớn càn quét. Thân ảnh nữ tử cũng biến mất trong cuồng phong. Lý Bình An ngưng mắt nhìn. Hắn đón cuồng phong không lùi một bước. Tóc dài tùy ý bay lên. Thất tinh thần kiếm trong tay đột nhiên xẹt theo một độ cung. Trong hư không thì vang lên âm thanh va chạm. Phong chi pháp tắc bị chém đứt. Cuồng phong nháy mắt biến mất. Nữ tử trong hư không lảo đảo ngã ra. Hai mắt khó có thể tin nhìn Lý Bình An thì thầm. Bản nguyên chi lực. Bản nguyên thần chủ. Ngươi là bản nguyên thần chủ. Nàng kinh sợ quát to một tiếng. Không có khả năng. Sao hạ giới lại tồn tại bản nguyên chân chủ? Thanh âm in bạt. Trên trán xuất hiện một đường tơ máu. Tơ máu càng ngày càng dài. Một đạo kiếm khí kinh khủng từ trong cơ thể nữ tử bộc phát. Nhục thân nữ tử bị hủy diệt trong kiếm khí. Một viên thần cách óng ánh lấp lánh hư không. Lý Bình An phóng tới một bước, nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Tại một biển lửa, trong một ngôi sao trời, đột nhiên bay ra một đóa hỏa diễm nho nhỏ. Hỏa diễm không đáng chú ý, rơi vào trong biển lửa, giống như lửa vào dầu nóng mà nhanh chóng khuếch tán vậy. Cắn nuốt cả biển lửa hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại âm thanh kinh sợ vang vọng hư không. Bản nguyên thần chủ! Triệu Hân Duyệt thì nghi hoặc hỏi. Đối kháng Thâm Uyên là có ý gì? Tất cả tiên thần cũng đều nhìn về phía của Lý Bình An, trong lòng suy đoán, ánh mắt mang theo bất an mơ hồ. Lý Bình An thì nói ra. Cũng nên để các người biết thôi. 3 năm trước đây, Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên từ Thâm Uyên trở về, mang theo một tin tức. Thâm Uyên đang chuẩn bị rời khỏi và khởi xướng một trận chiến tranh thật lớn, mà đối tượng rất có thể chính là vô tận hư không của chúng ta. Cái gì? Thâm Uyên muốn xâm lấn sao? Đám người vô thức hô lên kinh hoàng. Đối với cả vô tận hư không mà nói, dù là Vĩnh Hằng Thần Giới hay là Thâm Uyên thì đều là hạng quái vật, không thể đụng tới. Mà uy hiếp của Thâm Uyên còn lớn hơn Vĩnh Hằng Thần Giới rất nhiều. Nếu như nói Vĩnh Hằng Thần Giới chủ trì chư thần chi chiến, còn mọi người có thể giữ lại được một chút hy vọng sống, thì Thâm Uyên xâm lấn chỉ có thể là vô hạn hủy diệt, không còn khả năng nào khác. Lý Bình An chỉ tay một cái. Hồng Hoang Thiên Giới phát ra một tiếng oanh. Một đại môn màu u lam xuất hiện giữa không trung. Phía trên đại môn viết 3 chữ: Thời Không Môn. Tất cả mọi người trong Tam Thanh Quan đều nhìn về phía thiên giới. Lấy nhãn lực của mọi người đều có thể tùy tiện nhìn thấu hai tầng vách chắn, thấy được thời không môn vừa xuất hiện. Lý Bình An thì thả tay xuống nói, đây là thời không môn, xuyên qua nó là có thể tiến vào trong một không gian hư vô. Thời gian ở nơi đó khác biệt với cả bên ngoài, tỷ lệ chênh lệch là 1000 trên 1. Nói cách khác, bên ngoài trôi qua 1 năm, bên trong chính là 1000 năm. Vũ Dương Nguy thì trừng to mắt, cả kinh kêu lên. Như thế chẳng phải rất nhanh là có thể bồi dưỡng ra số lượng lớn cao thủ sao? Lý Bình An nói, trong không gian đấy, trừ thời gian pháp tắc ra thì không tồn tại bất kỳ pháp tắc nào. Ở trong đó các người cũng không chiếm được bất kỳ lĩnh ngộ nào cả. Điều duy nhất làm được chính là quen thuộc với cả chiến kỹ, xúc tích lực lượng. Bên trong thời không sẽ bất lợi cho việc tu hành tâm cảnh, không thể ở lâu. Muốn tiến bộ thì vẫn phải lĩnh ngộ thiên đạo ở bên ngoài. Thanh Thạch mệnh Chư Thiên Tinh Thần tiến vào thời không vực, diễn luyện Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thanh Minh mệnh cho Âm Minh Thần Tướng cùng với cả Thiên Minh Thần Tướng tiến vào thời gian vực, diễn luyện Thiên La Địa Võng Đại Trận. Thạch Hạo, Ninh Khuyết đều thi lễ, nghiêm mặt nói, vâng. Lý Bình An nhìn những người khác nói, các người cũng trở về đi, chuẩn bị sớm đi. Có thể lần này sẽ phải dựa vào chính chúng ta đấy. Người của Viễn Cổ Hồng Hoang cũng không tới đâu. Dựa vào chúng ta sao? Trong lòng mọi người đều cảm thấy áp lực trầm trọng. Tất cả đều gật đầu thấp giọng nói, vâng. Mọi người nhao nhao tán đi. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Khuyết thì cũng vội vàng rời đi. Chỉ để lại một đám người Bạch Hiểu Thần, Hỏa Linh Nhi, Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Lý Bình An thì nhìn về phía của Hỏa Linh Nhi cười nói, cảm giác làm giao trì mẫu thần như thế nào? Hỏa Linh Nhi thì lè lưỡi kêu khổ, rất là vất vả, vẫn là trước kia lúc làm công chúa dễ chịu hơn. Lý Bình An cười ha hả, có trách nhiệm tự nhiên vất vả. Hôm nay cho con nghỉ, theo giúp ta đi câu cá. Phía sau núi thì có rất nhiều cá béo đấy, chiên qua dầu một chút ăn rất ngon. Bạch Hiểu Thần lập tức hưng phấn kêu lên, sư phụ, chúng ta cầm cần câu đi. Hắn hấp tấp chạy ra hậu viện. Câu cá thì không thích, nhưng mà ăn ngon là được rồi. Hỏa Linh Nhi thì cười hì hì nói, tạ ơn sư phụ. Lý Bình An thì cất bước đi ra sau núi. Những người còn lại thì cười cười nói theo bà phía sau. Vĩnh Hằng Thần Giới, mấy ý chí vĩ đại thức tỉnh, va chạm giao hội lẫn nhau, 7 thần vực nở rộ thần quang. Trong Võ Tri Thần Quốc, Dương Bình Đại Đế nâng thần sơn vạn trượng đột nhiên biến mất. Thủy Tri Thần Quốc, Rồi Xi, bản nguyên chủ thần đang nghịch nước cũng đột nhiên biến mất. Trong một không gian bí ẩn, 7 thân ảnh vĩ đại đứng cạnh nhau. Dương Bình và Rồi Xi đứng ở trung tâm 7 người, giống như hai thứ sâu kiến vậy. Một thanh âm thật lớn vang lên, Dương Bình, vì sao chư thần chi chiến còn chưa kết thúc? Dương Bình Đại Đế nhíu mày nói, khởi bẩm chúa tể, chư thần chi chiến đã kết thúc rồi. Hai tôn thiên tôn của Võ Thần Điện chúng ta đã chiến tử. Rồi Xi hất mái tóc lên nói, nói vậy, rõ ràng là hai thần vương của Thủy Thần Vực chúng ta chiến tử. Thủ đoạn của Võ Thần Điện các ngươi quả thật quá mức ác độc mà, tàn nhẫn. Ngay cả thần cách cũng chưa từng trả lại. Dương Bình Đại Đế nhíu mày bất mãn nói, chiến bài cũng đâu phải chuyện gì vinh quang, có cần tranh giành thế không? Rồi Xi trợn mắt nói, ta nói chính là thật. Hai tôn thần vương hạ giới của Thủy Thần Vực chúng ta đều chết cả rồi. Dương Bình Đại Đế nhíu mày nói thầm, vậy thì thật cổ quái. Quang Minh Chúa Tể mở miệng nói, tín ngưỡng của ta ở hạ giới cũng đoạn tuyệt rồi, thánh đường đã bị hủy diệt. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp chúng ta tập sau nha. Và kênh của chúng ta sắp được 11k sub rồi, chỉ còn thiếu 100 sub nữa thôi. Rất mong rằng các bạn sẽ ấn một cái và ủng hộ Tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở tập sau sớm nhất thôi.